chân trái và mình về hướng 12 giờ. Đó, con bé hướng 12 giờ. Hiểu chân trái. Hiểu chân trái. Nhấc gót chân phải lên đặt vào hướng 1 giờ 30. Đó, 1 giờ 30 là thế này, thấy không? Đầu ngón chân hướng lên trên. Dạ, đầu ngón chân hướng trên. Hướng trên. Mở bàn tay phải lật ngửa lên. Đưa ngang sang bên trái. Xoay bàn tay phải hướng trái hạ xuống thắt lưng. Lật ngửa bàn tay phải đưa sang phải qua khỏi vế phải. Xoay bàn tay phải lại đưa cánh tay lên. Cánh tay gập đưa về đối chiếu với vế phải. Lòng bàn tay phải hướng trái. Đầu ngón tay cao ngang tầm mũi hướng 1:30. Đồng thời kéo tay trái về đối chiếu mé trong cùi chỏ phải. Bàn tay chết. Mắt nhìn theo tay phải. Hey, cảm ơn các bạn.